Hello, chào cả nhà. Hôm nay là thứ bảy, ngày 17 tháng 9 2022. Em chuẩn bị gói hàng cho khách, tiện thể em lấy ra đây quay cho các bác xem, review các mẫu dao cho các bác xem ạ. Đây, nhà em có đầy đủ các loại dao mèo, rất là nhiều loại ạ. Sau đây em xin giới thiệu từng con một, thứ tự từ bắt đầu từ con số 1 ạ. Đây là một con dao mèo thẳng. Con này lưỡi dài khoảng 30, 33 gì đấy. Con này để thầy mo dùng là hợp lý ạ. Đấy, em làm chuôi tròn, có lá chắn. Để em mở ra cho các bác xem nhé. Đây, đây, một con dao mèo thẳng, hai lưỡi. Cái này để kiếm thầy mo đấy ạ. Con này có giá là 650.000. Số 2 là con dao mèo chặt gà vịt chặt cây. Đấy, rất đẹp các bác ạ. Con này có giá là 650.000 nha các bác nha. Tiếp theo số 3. Là một con dao tông làm cong chặt gà vịt chặt cây được các bác ạ. Con này độ dày tầm khoảng 6-7 ly gì đấy các bác ạ. Cầm rất là vừa tay. Đây, làm nhám một mặt. Con này có giá là 700.000 các bác ạ, 700.000 ạ. Tiếp theo con số 4. Con mèo hai lưỡi. Thầy mo thầy tạo dùng cũng được ạ. Trang trí cũng rất là đẹp các bác ạ. Con này có giá 750.000 ạ. Tiếp theo cũng là kiểu đấy, nhưng con này không làm lá chắn. Đấy, con này có lá chắn, nhưng con này không làm lá chắn, để mộc mạc tự nhiên đẹp ấy. Con này cũng có giá là 750.000 ạ. Con số 5 giá 750.000 ạ. Tiếp theo là con số 6. Này, con này cũng chặt cây được các bác ạ. Rất là đẹp. Con này cũng dày tầm 5 ly, 6 ly gì đấy, cho là 5 ly. Chặt cây. Con này có giá 700.000, à 750.000 các bác. Con số 5, à con số 6 này có giá 750.000. Tiếp theo là con số 7. Đường cong rất đẹp lắm các bác. Con này có giá là 750.000 ạ. Con số 7, 750.000. Con số 8. Các bác nhé. Chặt cây được thoải mái ạ. Chặt cây, chặt gà, trang trí. Tiếp theo là con số 9. Chặt gà, chặt cây, trọng tiết lợn. Là con số 9 ở đây. Này, mẫu rất là đẹp. Con này làm mỏng hơn xíu. Con này có giá là 600.000 thôi các bác ạ. 600.000 ạ. Tiếp theo là con số 10. Số 10 này em làm dày hơn nha. Cái này chặt cây chặt xương cũng được các bác ạ. Chặt cây, chặt xương, chặt gà. Có giá 750.000 ạ. Con số 9 ạ. À, đấy là con số 10 rồi các bác ạ. Đây là con số 10 rồi các bác ạ. Số 10, 750.000. Đây, sang lại giới thiệu. Con số 11.
con số 11 này là con dao dao mèo lưỡi dài khoảng 24 gì đấy các bạn, 23-24 cm gì đấy ấy. Vỏ nó là đây ạ. Này. Con này có giá là 600.000 các bạn, 600.000 ạ. Con số 12 là con dao găm đi phượt, đi picnic, đi rừng. Đấy, có lá chắn này đầy đủ đấy ạ. Làm nhám hai mặt. Con này cũng có giá 600.000 thôi ạ. Chặt cây cũng được các bác ạ. Chặt cây, chặt gà được ạ. Cầm cũng khá là đầm tay các bác ạ. Đấy, con này có vỏ nó ở đây nhá. Này, rất đẹp các bác ạ. 600.000 con số 12. Tiếp theo là con số 13. Đây ạ. Mẫu đây ạ. Con này có giá là 900.000 các bác ạ. 900.000, đây vỏ nó đây. Rất vừa vặn, con số 13 900.000. Con số 14 với lại số 15 giống như nhau thôi các bác ạ. Này. Ai hợp với màu nào thì lấy màu đấy ạ. Rất đẹp. Trang trí rất là đẹp các bác ạ. Làm hai lưỡi ạ. Này. Đây nhá. Con này có giá 750.000 các bác ạ. 750.000 số 14. Số 15 này cũng vậy. Số 15 này màu trắng, ai hợp với màu nào thì lấy màu đấy thôi các bác ạ. Con này cũng 750.000 ạ. Đây. Tiếp theo là con số 16. Con số 16 này có bác đặt rồi. Nhà em cũng lấy ra quay cho các bác. Con này có giá 750.000, 750.000. À, rút ra cho các bác xem. Đây. Rất đẹp. Này. Con này chặt cây hoặc là trang trí này, lọc thịt này cũng được các bác ạ. Lọc cá này. Đây, con này vỏ hở nhá, nhìn rất đẹp, con số 16 750.000 ạ. Tiếp theo là con số 17. Dao mèo lưỡi dài khoảng 26-28 cm, lưỡi dài khoảng 27-28 cm các bác ạ. Rất dày, con này dày tập 7 ly cơ, rất là đầm tay, rất nặng tay ạ. Này, làm nhám hai mặt, chặt cây chặt xương, có giá 750.000 các bác nhé. Số 17 750.000 ạ. Này, em đặt vỏ cho bác xem. 750.000 số 17. Tiếp theo là con số 18. Là con mèo cong Mông Cổ này đấy. Con này được rất nhiều người thích các bác ạ. Số 18. Đây, quay vẻ đẹp của con số 18 cho các bác xem. Được rất nhiều người ưa chuộng. Con này có giá 550.000 thôi các bác ạ. Con này không có vỏ. Này, rất là đẹp. Em ra quay con này các mặt cho các bác xem. Này. Rất đẹp. Rất nhiều người đặt mua con này. Số 18 550.000 ạ. Các bác gọi cho em qua số điện thoại 0989 921 389 để đặt hàng, hoặc là kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0989 921 389, kết bạn Zalo với em để em chụp các mẫu cho, để các bác cần con nào thì lấy mẫu, chụp mẫu con đấy rồi gửi đi cho nó chuẩn hàng ạ. Đúng con dao đấy ạ.
Tiếp theo là con số 19. Rong mèo nhỏ đi câu cá, đi picnic. Con này có giá là 450.000 thôi nhé các bác nhé. 450.000 cả vỏ ạ. Số 19 ạ. 19, 450.000 cả vỏ. Để đây. Tiếp theo là số 20. Con này làm vỏ vuông. Văn trúc. Dao thì là đây. Đây, đường cong rất đẹp. Chặt gà, chặt cây các bác ạ. Chặt gà, chặt cây. Con này lưỡi dài khoảng 25-26. Lưỡi dài 25-26. Rất đẹp. Cán màu đỏ, vân màu đỏ, màu nâu gỗ đấy. Số 20 này có giá là 600.000 nhé. 600.000 ạ. Tiếp theo, con này thì cũng như con kia nhưng mà làm cũng như con số 20. Này, dao thì giống số 20 nhé. Con này dao giống số 20 nhưng mà làm vỏ màu trắng. Đây, các bác hợp với màu trắng hoặc là thích vỏ nhọn này thì đặt số này nhé. Con này là em quên mất chưa gắn số, thì bây giờ em cho là số 20 đi. Đây, con này số 20 nhé. Đây, giá bằng nhau thôi ạ. 600.000 bằng con này thôi ạ. 20 màu màu đỏ và 20 màu đen. Giá bằng nhau. Con số 21. Tiếp theo là số 21. Con này rất là dày, chặt gà, chặt cây, chặt xương, trang trí đi rừng chặt cây các thứ là thoải mái ấy. Con này rất là đẹp. Con này dài hơn, con này lưỡi 33 cơ. Lưỡi dài 33 cm. Con này có giá là 750.000 nhé các bác nhé. 750.000 ạ. Đây, đầy đủ các loại. Đến số 21 rồi, bây giờ em tiếp tục giới thiệu lại từ đây nhá. Đây là đá mài. Đá mài mịn, có bác đặt rồi ạ. Đá mài này rất là mịn, có giá 250.000 nhé. Đá mài tự nhiên. Còn con này là con chặt xương, có bác đặt rồi thì em để đây, tí nữa giới thiệu đến con này cũng là chặt xương. Tiếp theo là con số 1. Dao lọc. Đấy, nhám hai mặt. Con này làm rất kỹ nhá. Đây, làm rất là kỹ. Con này có bác, em thì ít khi giới thiệu đến con này, nhưng mà hôm nay có bác đặt mua cùng với cái rìu này thì hôm nay em lấy ra giới thiệu cho các bác cùng video này luôn. Con này có giá là 350.000. 350.000 nhỏ xíu này đấy. Nhưng mà rất là sắc, nhỏ nhưng có võ đấy. Con này chặt gà, chặt cây cũng được cơ. Lọc thịt cũng được. Dày nhưng mà sắc. 350.000, con này có cả vỏ cơ. Con này có vỏ là cả vỏ là 550.000 nhé. Không vỏ 350.000. Con búa rìu này cũng có bác sáng nay chốt đặt rồi, hôm nay em lấy ra giới thiệu review lại ở trong video này cho các bác cùng xem. Con này chặt cây, chặt xương, trang trí rất là đẹp ạ. Này, con số 2 này giá 350.000 ạ. Con số 3, dao mèo mini, con này có giá là 250.000. Tiếp theo là bộ dao này, con số 4, dao chuyên thái. Con này có giá 230.000. Chặt gà vịt 250.000, giới thiệu rất là nhiều trong các video trên ạ. Trong các video lần trước. Con này có giá 300.000 chặt xương, chuyên chặt các loại xương nhé. Con này dao nhám, dao chuyên thái. 230.000 ạ. Tiếp theo là cái rìu. Lưỡi rìu này, lưỡi rìu số 8 này có giá là 350.000.
lưỡi diều số 9 350.000 nhé. Đầy đủ các loại ạ. Đấy, cho các bác xem lại một lượt nữa nha. Các bác cần mua con nào thì cứ giới thiệu cho em nhé. Tiện thể đây, đây sáng nay em vừa mới dậy đã chốt cũng khá là nhiều đơn rồi. Đây một bác là chốt một đám mài với lại một chặt xương này. Còn một bác thì mua dao lọc với lại búa rìu. Còn một bác còn lại thì mua một bộ này. Đây em xin này. Đây bác Phương ở Hải Dương này mua một dao thái, một chặt gà, một chặt xương này. À bộ này là bộ của bác Phương này. Một dao thái, một chặt gà, một chặt xương. Tiếp theo là đây là của bác Tuấn ở Bắc Ninh. Lấy một dao thái nhám. À, một dao thái nhám của anh ở đây nhé. Rất nhiều. Chưa sáng nay em còn chưa dậy thì các bác gọi điện để chốt đơn rồi ạ. Hôm nay là thứ bảy mà các bác được nghỉ thì các bác có thời gian mua hàng thì gọi cho em rất là sớm. Đây cái này là bác Vũ ở Cà Mau cơ. Đây, cái này gửi cho bác Vũ Cà Mau, một đám mài và một chặt xương. Đây còn các bác đặt mua dao thì cứ gọi điện cho em nhé, 0989921389 ạ. Đây sau đây em xin đi quay các loại dao khác ở trên giá hàng ạ. Rất nhiều loại. Rất nhiều loại dao các bác ạ. Hôm nay vừa hoàn thiện xong một lô dao trắng các bác ạ. Em vừa đóng cán hôm qua, vừa phun sơn xong sáng nay. Dao gọt hoa quả. Con này có giá 180.000 ạ. Dao thái 250.000. Thép trắng không gỉ đấy các bác ạ. Đây là dao thép trắng không gỉ nhé. Những cái dao trắng này là thép trắng không gỉ. Đây con này là chặt gà vịt. Đây. Rất nhiều loại các bác ạ. Chặt gà vịt này, đầy đủ. Chặt gà vịt nhám, rất nhiều loại các bác ạ. Đây. Em đang có mấy bác khách đang mua dao em ra bán hàng đấy ạ. Các bác cần mua loại nào thì cứ gọi cho em qua số điện thoại 0989921389 nha. Rồi, xin chào các bác.